đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chưa khai máy đã có biến lớn, Dương Mịch và Cung Tuấn fan này khó hợp tác. Có thông tin cho biết nam nữ chính của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là Dương Mịch và Cung Tuấn đang bất hòa. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hiện đang là dự án được khán giả mong chờ ngay cả khi chưa chính thức công bố dàn diễn viên. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một nguồn tin cho biết nam diễn viên Cung Tuấn, người từng nhiều lần được đồn đoán là sẽ đảm nhận vai chính cùng Dương Mịch, đã tới Hoành Điếm. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng sẽ sớm công bố đội hình, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cụ thể, theo nguồn tin này, vị trí lĩnh hàm chủ diễn sẽ do Dương Mịch, Đồ Sơn Hồng Hồng và Cung Tuấn, Đông Phương Nguyệt Sơ đảm nhận. Các vị trí còn lại bao gồm Viên Băng Nghiên, Trần Đô Linh, Chúc Tự Đăng, diễn xuất Hữu Nghị có Lưu Thi Thi, Vương Hạc Đệ. Ngay sau khi được lan truyền rộng rãi, nguồn tin khiến khán giả không khỏi thích thú. Có thể dễ dàng nhận thấy Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là một dự án lớn khi quy tụ những gương mặt nổi tiếng và có lưu lượng lớn bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Cung Tuấn, Vương Băng Nghiên. Đội hình của dự án thậm chí còn được dự đoán là sẽ có tới hai nữ tiểu hoa 85 nổi tiếng là Dương Mịch và Lưu Thi Thi. Điều này khiến cộng đồng mạng mong chờ vào một dự án lớn như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Tuy nhiên, chưa kịp khai máy, cộng đồng mạng đã được dịp xôn xao khi couple chính của phim xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể mới đây, cộng đồng fan của Dương Mịch và Cung Tuấn đã bắt đầu xé nhau trên các diễn đàn mạng. Fan của chàng Mỹ Nam Sơn Hà lệnh tố người hâm mộ Dương Mịch liên tục lên bài chê bai Cung Tuấn từ ngoại hình kém đến địa vị không cao. Trong khi đó, fan của nàng tiểu hoa đáng 8X cũng chẳng chịu thua kém khi cho rằng fan Cung Tuấn mua bản thảo bôi xấu Dương Mịch quá tuổi để đóng cặp cùng đàn em. Cuộc chiến của fan hai ngôi sao nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng những điều fan hai bên tố nhau là sự thật chứ không phải lời bịa đặt. Ở thời điểm hiện tại, rõ ràng danh tiếng và địa vị của Dương Mịch cao hơn Cung Tuấn rất nhiều. Và ngược lại, nàng tiểu hoa đáng cũng hơi dừ khi yêu đàn em 9X trong phim. Có nhiều dân mạng lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến màn xé nhau của fan nam nữ chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Họ cho rằng hành động quá khích này của fan sẽ chỉ càng khiến thần tượng của mình xấu mặt trước đồng nghiệp. Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Cung Tuấn cũng có thể trở nên ngượng ngùng khi phim bắt đầu khởi quay. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch với phim cổ trang tiên hiệp sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Bộ phim dự kiến sẽ được khai máy vào tháng 7 này. Đồng thời, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng được dự đoán sẽ trở thành đối thủ nặng ký của Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân.